Radar Iran đưa mọi hoạt động Mỹ vào tầm ngắm. Bộ Quốc phòng Iran vừa công bố cặp radar thế hệ mới là Vịnh Ba Tư và người gác cổng có thể phát hiện hoạt động của Mỹ trong khu vực. Hãng thông tấn TAS Name cho biết, hai hệ thống radar tối tân mới có tên đầy đủ đó là Khalizyefa, có nghĩa là Vịnh Ba Tư, và Murakweb, có nghĩa là người gác cổng. Cả hai đều là dàn radar quét mảng 3D và đã được triển khai làm nhiệm vụ, không rõ thời điểm bắt đầu triển khai. Theo những thông tin được giới thiệu, Khalizyefa được mô tả là dàn radar 3D có khả năng tìm kiếm mục tiêu ở cách xa trên 800 km. Loại radar này có thể phát hiện các mục tiêu tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, UAV và đặc biệt là mục tiêu tàng hình của kẻ thù. Toàn bộ tổ hợp Khalizyefa có kích thước khá đồ sộ, không có khả năng cơ động và cần xây dựng cố định. Hiện tại, tổ hợp radar này đang được đặt tại tỉnh Hormuzgan, nằm bên bờ của eo biển Hormuz. Trái với kích thước khổng lồ của Khalizyefa, tổ hợp radar cảnh báo sớm Murakweb cũng là radar chiến lược cảnh báo sớm, có khả năng quét 3D nhưng lại có thiết kế nhỏ gọn, có thể thay đổi vị trí triển khai một cách dễ dàng. Murakweb được Iran quảng cáo có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km, nhưng không rõ liệu dàn radar này có thể phát hiện được mục tiêu, tàng hình hoặc tên lửa đạn đạo như Khalizyefa hay không, bởi hầu hết thông tin về radar này vẫn được bảo mật. Mặc dù vậy, Iran khẳng định chỉ với hai hệ thống radar mới, nước này có thể phát hiện mọi hoạt động của lính Mỹ trong khu vực. Vì vậy, những hành động gây hấn của Mỹ và phương Tây sẽ không thể khiến họ bị bất ngờ. TAS Nim cho rằng, nước này có đủ khả năng đẩy lui cuộc tấn công đường không từ Mỹ, bởi ngoài những hệ thống radar kể trên, Iran còn tự sản xuất được nhiều vũ khí, khí tài có tính năng đáng nể. Trong đó, có đài radar trinh sát cảnh báo sớm Gadi do Iran chế tạo, dựa trên nguyên mẫu Rosenens NE của Nga. Chưa rõ họ được sản xuất theo giấy phép hay đây chỉ đơn giản là hành động sao chép vũ khí. Theo giới thiệu, thì đài radar Gadi có khả năng phát hiện phân loại mục tiêu từ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tiêm kích siêu thanh, máy bay không người lái nhỏ, mục tiêu ứng dụng công nghệ giảm diện tích phản xạ radar. Hệ thống sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo giúp xử lý được khối lượng lớn dữ liệu với tốc độ rất nhanh. Gadi có thể chia sẻ dữ liệu với các đài radar phòng không khác, cho phép theo dõi mục tiêu trong bán kính 1.100 km, cấp tham số bắn cho tên lửa từ cự ly 600 km. Tổ hợp không có cơ cấu quay bằng cơ khí mà sử dụng anten mảng pha nên có khả năng chịu nhiễu rất tốt. Tuy nhiên không rõ những hệ thống radar này đi vào phục vụ trước hay sau vụ Israel và Mỹ tố phòng thủ Iran mù khi không thể phát hiện sự xâm nhập của tiêm kích F-35 hồi năm 2018. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.